Với mục tiêu trở thành một tỉnh khá trong khu vực vào năm 2020, việc tăng cường thu hút đầu tư đã và đang là hướng đi quan trọng của tỉnh Bình Định nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế. Những năm qua, công tác thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh luôn được đổi mới và cải thiện. Trong đó, Hàn Quốc đang là quốc gia có nhiều thế mạnh về đầu tư vào tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ này. Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, trong năm 2019, toàn tỉnh thu hút được 6 dự án FDI với tổng số vốn hơn 80 triệu đô la Mỹ, trong đó nổi bật là dự án nhà máy điện mặt trời, vốn đầu tư gần 70 triệu đô la Mỹ do công ty năng lượng QN Hàn Quốc làm chủ đầu tư, dự án trang trại chăn nuôi thịt heo công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi New Hope, vốn đầu tư gần 5 triệu đô la Mỹ, dự án nhà máy chế biến gỗ Westbrook Việt Nam do công ty Westbrook vốn đầu tư 2,5 triệu đô la Mỹ. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 80 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 709 triệu đô la Mỹ. Đánh giá của nhiều chuyên gia, Bình Định đang có nhiều lợi thế và tiềm năng để thu hút nguồn vốn FDI. Và ngoài ra thì Bình Định cũng có núi, có sông, có biển và những cái nguồn lợi thủy sản về kinh tế biển phát triển rất là lớn. Và chúng tôi nhận thấy rằng là đó là những cái đặc điểm và những cái thế mạnh của Bình Định. Và làm sao trong chuyến thăm lần này thì VK Beer cùng đoàn công tác sẽ cố gắng bàn thảo với cả lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các sở ban ngành cũng như là các doanh nghiệp của tỉnh Bình Định làm sao để cùng nhau liên kết và khai phá phát triển, làm sao và thu hút được các nhà đầu tư một cách mạnh mẽ hơn nữa đối với về Bình Định. Và tôi hy vọng rằng là trong thời gian này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới nhất và những cái chia sẻ và những cái phát thảo, những cái liên kết để làm sao được cái việc mà hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và trong đó có giữa một số các đơn vị của Hàn Quốc với cả Bình Định nói riêng đạt được cái hiệu quả cao nhất. Thời gian qua, tỉnh Bình Định và một số địa phương doanh nghiệp Hàn Quốc đã xây dựng mối quan hệ hợp tác. Hiện Hàn Quốc có hai dự án đang được triển khai tại Bình Định, gồm nhà máy may mặc xuất khẩu Sepplut Bình Định đầu tư tại cụm công nghiệp phường Bình Định, thị xã An Nhơn với tổng vốn đầu tư 1,5 triệu đô la Mỹ và dự án sản xuất năng lượng tái tạo điện mặt trời vốn đầu tư hơn 69 triệu đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, tỉnh Bình Định cũng có 3 dự án đầu tư tại Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư là 300.000 đô la Mỹ. Chúng tôi là đơn vị chuyên về năng lượng mặt trời và chúng tôi đang quan tâm đầu tư lĩnh vực đó. Vì thế, chúng tôi muốn chính phủ hay tỉnh địa phương có những ưu đãi về đất, giá thuê đất và chính sách thuê để chúng ta có thể hợp tác. Để thu hút được FDI, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp như hoàn thiện các công trình giao thông trọng điểm hay các tuyến đường ven biển, tạo quỹ đất để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và các khu dân cư đô thị. Cùng với đó là việc các hãng hàng không tăng cường các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế sẽ góp phần thu hút đầu tư FDI vào tỉnh này.